Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Đình Tuyên, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên trồng vải lai u chín sớm cho thu nhập ước đạt từ 130 đến 150 triệu đồng. Thành phố Ninh Bình có trên 1.100 học sinh giỏi các cấp. Chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên. Mô hình tiết kiệm giúp đỡ hội viên khó khăn của Hội Phụ nữ xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu trồng vải lai u chín sớm từ năm 1992, ông Nguyễn Đình Tuyên, thôn Phù Oanh, hiện đang là hội viên nông dân có số lượng gốc vải nhiều nhất của xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Vụ vải năm nay, gia đình ông ước thu từ 130 đến 150 triệu đồng. Hiện gia đình ông Tuyên có trên 400 cây vải, trong đó trên 200 cây đang cho thu hoạch, ước tính sản lượng năm nay thu được đạt khoảng 6 đến 7 tấn quả. Nhờ việc thâm canh vải theo quy trình Việt Gáp và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ nên năng suất chất lượng vườn vải của gia đình ông Tuyên đạt khá, mẫu mã đẹp, quả to, ngọt thơm nên được thị trường ưa chuộng. Hiện nay đã có thương lái đến hỏi mua với giá từ 20 đến 22.000 đồng một kg. Tuy nhiên, theo ông, với những cây vải quả chưa đủ chín, lượng đường chưa đạt tiêu chuẩn thì chưa vội bán, vì lý do để đảm bảo thương hiệu vải lai u chín sớm của gia đình cũng như địa phương. Trung tâm khuyến nông tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với trạm khuyến nông huyện Thanh Miện tổ chức tổng kết mô hình trình diễn giống lúa QR1 và DQ11 được thực hiện tại thôn Thủ Pháp, xã Đoàn Kết với diện tích 1,36 hectare. Đây là hai giống lúa thuần mới do công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư nông nghiệp Hồng Quang chọn tạo, có nhiều ưu điểm như khả năng kháng chịu sâu bệnh tốt, thích hợp với nhiều chân đất, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, vị đậm, thời gian sinh trưởng ngắn, gieo cấy được cả hai vụ chia mùa. Đặc biệt, giống QR1 đã được chọn lọc lại nên kháng được bệnh đạo ôn. Qua gieo cấy thực tế cho thấy giống QR1 có thời gian sinh trưởng 125 ngày, ngắn hơn giống Bắc Thơm 6 ngày. Khả năng đẻ nhánh khỏe, tập trung, chiều cao cây trung bình là 85 cm, chống đổ tốt, sạch bệnh, năng suất dự kiến đạt 56 tạ một hecta, cao hơn Bắc Thơm 6 tạ một hecta. Với giống DQ11, thời gian sinh trưởng 135 ngày, dài hơn giống Bắc Thơm 4 ngày, năng suất dự kiến đạt 75,6 tạ một hecta, cao hơn Bắc Thơm 25 tạ một hecta. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh, hiện nay hơn 34.000 hecta lúa xuân trong tỉnh đang sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Trong số đó, hơn 80% diện tích đã trổ bông an toàn. Dự báo vụ xuân năm nay sẽ tiếp tục cho năng suất và giá trị sản lượng cao. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 30.000 hecta lúa trổ bông an toàn, chiếm hơn 80% diện tích. Huyện Gia Bình và Tiên Du cơ bản 100% diện tích lúa đã trổ thoát đến đông sữa và xuôi quả. Thời điểm lúa trổ bông, thời tiết rất thuận lợi để lúa phơi màu, thụ phấn và kết hạt, nên dự báo vụ xuân năm nay sẽ đạt năng suất cao. Về tình hình sinh vật gây hại trên lúa hiện nay, trên các chả lúa xuân dày nâu và dày lưng trắng mật độ phổ biến từ 120 đến 150 con 1 mét vuông, tuổi 1-2 và trưởng thành, mật độ trứng phổ biến từ 80 đến 100 ổ 1 mét vuông, phân bổ chủ yếu ở các huyện Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con xã viên tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến mật độ dày nâu, dày lưng trắng trên các chả lúa xuân, tổ chức phun trừ khi dày có mật độ từ 1.500 con 1 mét vuông trở lên. Hướng dẫn nông dân phun trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 2 trên diện tích lúa chỗ muộn khi có mật độ ổ trứng từ 0,12 ổ 1 mét vuông. Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện, từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội trợ giúp người nghèo, từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống cho người dân. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, huyện Nho Quan đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, trong đó chú trọng đến các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cho vay, nhà ở, chính sách đối với người nghèo. Trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, các tổ chức đoàn thể đã giải quyết cho gần 300 hộ nghèo vay số tiền gần 9 tỷ đồng, gần 400 hộ cận nghèo vay vốn, số tiền trên 14 tỷ đồng, để đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, những ngành nghề phù hợp.
Bên cạnh đó, các hội đoàn thể trên địa bàn huyện còn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ sản xuất và chăn nuôi và mở các lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho người dân. Nhờ vậy, đến nay hộ nghèo toàn huyện còn trên 2,6 nghìn hộ, chiếm 5,6%, số hộ cận nghèo chiếm 6,3% và hộ có mức sống trung bình chiếm 17%. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 28,5 triệu đồng một người một năm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Trên 1.100 học sinh đạt giải các cấp cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố. Đây chính là kết quả của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Ninh Bình đạt được trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018. Trong năm học 2017-2018, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi được các nhà trường trên địa bàn thành phố Ninh Bình quan tâm và trở thành một phong trào thi đua sôi nổi. Trong năm học, toàn ngành đã tham gia 12 cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thì có 313 học sinh đạt giải. Trong đó, một giải nhất và 3 giải ba cấp quốc gia, 54 giải nhất cấp tỉnh. Với kết quả trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị dẫn đầu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên phối hợp với cửa hàng Honda Vân Côi vừa tổ chức chương trình Vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Tham gia chương trình, thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành được hướng dẫn viên lái xe an toàn của cửa hàng Honda Vân Côi giải đáp nhiều kiến thức bổ ích như cách ngồi sau xe máy xe đạp an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành đi xe đạp an toàn trên mô hình. Chương trình được tổ chức nhằm giáo dục các em học sinh chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông, đồng thời trang bị cho các em cách tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm có thể gặp phải trong quá trình tham gia giao thông, tạo nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, an toàn. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội chữ thập đỏ tỉnh Nam Định với Sở Y tế về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân giai đoạn 2011-2020 được sự tài trợ của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup. Hội chữ thập đỏ huyện Xuân Trường phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Xuân Kiên tổ chức chương trình khám và cấp thuốc miễn phí tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường. Trên 300 lượt người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam đã được thăm khám, kê đơn, phát thuốc miễn phí. Ngoài việc chẩn đoán ban đầu trên cơ sở triệu chứng lâm sàng một số bệnh, các bác sĩ còn tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp như đau đầu, huyết áp, suy nhược cơ thể, các bệnh về mắt. Đối với những trường hợp bệnh nặng cần phải điều trị lâu dài như tiểu đường, tim mạch, xương khớp, được các bác sĩ tư vấn khám tại tuyến trên để chữa trị kịp thời. Qua buổi khám bệnh miễn phí, góp phần giúp các đối tượng nghèo khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hải Dương tổ chức phát động xây dựng mô hình không khói thuốc. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có khoảng 40.000 người Việt Nam tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá và con số này đến năm 2030 có thể tăng lên tới 70.000 người một năm. Cùng với những tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe, việc sử dụng thuốc lá cũng gây ra tổn thất rất lớn về kinh tế và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ngày Thế giới không hút thuốc 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm nay sẽ có chủ đề thuốc lá và bệnh tim mạch. Đây là thông điệp truyền thông mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta nhận thức đầy đủ về mối nguy hại của thuốc lá và tầm quan trọng của việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lương Văn Cầu, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh, yêu cầu các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá, chủ động thực hiện các nội dung của việc xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng. Ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng các cơ sở tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá nhằm hỗ trợ cho người nghiện thuốc lá có thêm điều kiện thuận lợi khi muốn bỏ thuốc. Kết thúc lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành trên một số tuyến đường của thành phố Hải Dương với mong muốn gửi tới mọi người dân thông điệp cùng chung tay phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Hưng Yên, những năm gần đây, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có chiều hướng gia tăng, nhất là từ năm 2015 trở lại đây,
Phan Xang là một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba cao của tỉnh. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ ba tại thị trấn Phan Xang là 26%. Tình trạng này không chỉ diễn ra tại thị trấn Phan Xang, mà còn tại nhiều xã khác trong huyện như xã Vĩnh Khúc 30%, xã Mễ Sở 35%, xã Thắng Lợi, Phụng Công 37,5%. Phan Xang là địa phương có sự phát triển kinh tế khá đồng đều giữa các xã và phát triển hơn so với nhiều huyện trong tỉnh. Chính điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sinh con thứ ba tăng tại đây. Số liệu cho thấy, các ca sinh con thứ ba phần đông là bé trai, làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo áp lực lớn đến đời sống xã hội. Do đó, rất cần sự vào cuộc tích cực của không chỉ riêng ngành dân số, mà cần sự chung tay, góp sức của các cấp các ngành để nâng cao nhận thức cho mọi người dân, chấp hành tốt quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nhân dịp tháng công nhân 2018, Liên đoàn Lao động thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho công nhân lao động tại một số công ty. Thời gian qua, công đoàn thành phố quán triệt sâu sắc chủ trương công đoàn đồng hành với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống của người lao động. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở và mỗi người lao động đã thể hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chấp hành kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ sự chuyển biến tích cực về nhận thức của chủ doanh nghiệp, người lao động luôn nhận được sự quan tâm, tạo việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn, được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, giúp người lao động thực sự yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp này, với mong muốn hướng về người lao động mọi lúc mọi nơi, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao những suất quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây lắp Tam Điệp và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thép Kiêu Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức gắn biển công trình dự án, đầu tư xây dựng, cải tạo, xây mới cơ sở hạ tầng trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Thành đạt Hải Dương thi công, hưởng ứng tháng công nhân và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ 18. Công trình có giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Thành đạt Hải Dương thi công, bảo đảm chất lượng và nhanh hơn tiến độ đề ra khoảng 1 tháng. Dự án được đưa vào sử dụng từ tháng 5 này, đảm bảo đủ phòng làm việc cho cán bộ, công nhân viên khối văn phòng và tạo môi trường làm việc xanh sạch đẹp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc tại phường Phả Lại, thị xã Chí Linh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Thành đạt Hải Dương có thành tích xuất sắc trong việc vận động đoàn viên, công nhân lao động, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động. Nhằm giúp đoàn viên thanh niên thêm hiểu thêm về giá trị lịch sử của dân tộc cũng như thành phố Nam Định, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nam Định phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư, các đoàn viên thanh niên, các cơ sở đoàn trực thuộc đi tham quan bảo tàng tỉnh. Tại buổi tham quan, các đoàn viên thanh niên đã được nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của bảo tàng tỉnh, tìm hiểu về giá trị của những hiện vật tài liệu được trưng bày tại bảo tàng. Qua buổi tham quan đã tô thắm thêm tình đoàn kết giữa các đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên hiểu thêm về giá trị lịch sử của dân tộc và quê hương Nam Định, xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đó là đóng góp sức trẻ cho xây dựng và bảo vệ đất nước. Thưa quý vị và các bạn, từ nhận thức sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo mỗi cơ sở hội lựa chọn một việc làm cụ thể để tuyên truyền, vận động phụ nữ học tập và làm theo. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả có sức lan tỏa cao trong cộng đồng. Hội Phụ nữ xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải là một trong những mô hình tiêu biểu. Những buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế này đã được Chi hội Phụ nữ thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm phụ nữ tại cơ sở từ nhiều năm qua. Cũng từ việc thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà các hội viên phụ nữ thôn Tân Lạc đã tổ chức cho chị em làm theo lời Bác bằng nhiều việc làm thiết thực. Như bà Nguyễn Thị Thiết, dù không có nguồn thu nhập nào đáng kể, nhưng hàng ngày bà vẫn ý thức thu nhặt phế liệu từ công việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường của mình để nuôi lợn tiết kiệm. Cái số tiền này là chúng tôi
gom vào để mục đích là để chi cho những chị em nào mà nó có hoàn cảnh khó khăn thì ủng hộ giúp đỡ người ta để cho người ta cùng vượt lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Hiền, vợ liệt sĩ, với số tiền chính sách hỗ trợ hàng tháng, bà không tiêu mà bỏ hết vào lợn tiết kiệm để gây vốn cho chị em phụ nữ nghèo vay không lấy lãi. Số tiền bà tiết kiệm được qua 3 lần mổ lợn trong 2 năm qua lên tới 50 triệu đồng. Nếu như mà lấy lãi thì coi như tan đồng lãi thì cũng hết thôi. Nhưng mà chúng tôi giúp chị em nào coi như là các chị để nó thoát lên vượt nghèo để cùng với chúng tôi thì là nó hạnh phúc hơn. Phong trào nuôi lợn tiết kiệm ở xã Đồng Hoàng đã thu hút được hơn 1.100 hội viên phụ nữ tham gia. Số tiền chị em tiết kiệm được trên 120 triệu đồng. Đã có 11 hội viên phụ nữ nghèo được vay không lãi từ nguồn vốn này để phát triển sản xuất. Ngoài ra, nhiều chị em còn tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện của hội. Học tập và làm theo lời Bác, phong trào tiết kiệm ở phụ nữ Đồng Hoàng đã phát huy được truyền thống nhân ái nhân hậu của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nhiều chị em hội viên phụ nữ nghèo với sự giúp đỡ của tổ chức hội và các nguồn vốn vay hỗ trợ đã vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong hoạt động giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê và công tác phòng chống thiên tai năm 2018. Chương trình tập huấn tập trung vào hướng dẫn cách phát hiện và xử lý hiệu quả các sự cố đê kè cống trong mùa mưa lũ như hiện tượng thẩm lậu và lỗ rò rỉ mái đê, các mạch sủi, bãi sủi, giếng phụt chân đê phía đồng, hiện tượng sạt trượt, sói lở mái đê do sóng vỗ và tổ mối trong thân đê. Đồng thời phổ biến những nguyên tắc xử lý sự cố đê kè cống trong mùa mưa lũ, trong đó cần xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, lựa chọn đúng kỹ thuật xử lý ngay từ giờ đầu, không để diễn biến phức tạp và tuyệt đối không để nước tràn qua thân đê. Các đại biểu cũng được nghiên cứu về diễn biến thời tiết mưa lũ có thể xảy ra trong năm 2018, các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ đê kè. Qua điều tra nắm tình hình, lực lượng quản lý thị trường huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã phát hiện và tạm giữ hơn 160 bình ga vi phạm các điều kiện trong kinh doanh hàng hóa. Cụ thể, vào sáng ngày 22 tháng 5, quản lý thị trường huyện Đông Hưng đã phát hiện xe ô tô chở bình ga mang biển số 29Y4417 do Nguyễn Đức Chiến, quê xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng điều khiển, đang có hành vi mua bán trao đổi ga tại thị trấn Đông Hưng. Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện xe ô tô mang biển số 29C18993 do Lại Văn Tú, quê ở xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà điều khiển, đang mua bán trao đổi ga tại xã Đông Phong, huyện Đông Hưng. Qua kiểm tra hai xe này, các đối tượng đều không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý khi kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ hơn 160 bình ga, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tối ngày 22 tháng 5, tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Sau mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lò Văn Kim, sinh năm 1998, ở bản Sói Bó 10, Thuận Châu, Sơn La, đã dùng dao đâm liên tiếp vào ba thanh niên đều ở Mường La, Sơn La, làm hai người bị thương, một người bị tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân của vụ án là Cà Văn Tim, sinh năm 1994, Quảng Văn Trung, sinh năm 1992 và Quảng Văn Dũng, sinh năm 1994, cùng ở Trường Lao, tỉnh Sơn La. Trong đó, nạn nhân tên Dũng bị tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, quá trình xác minh, Công an huyện Mỹ Hào đã có đủ căn cứ xác định Lò Văn Kim ở Mường La, Sơn La là thủ phạm vụ án. Ngay trong đêm, đơn vị đã triển khai phương án phân công một tổ công tác tiến hành trinh sát khu nhà trọ của đối tượng và kịp thời truy bắt khi đối tượng chưa kịp tẩu thoát. Tại cơ quan công an, đối tượng Lò Văn Kim đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ diễn biến của vụ án. Được biết, Kim là đối tượng đã một lần đi trung tâm cai nghiện bắt buộc mới về Hưng Yên được 4 ngày để tìm việc làm. Nguyên nhân xảy ra án mạng là do trước đó mọi người có tổ chức ăn uống và uống rượu say. Đối tượng Kim đã xảy ra xô xát với các thanh niên cùng quê. Sẵn có hơi men và dao trong người, đối tượng Kim đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào các nạn nhân, khiến một người tử vong sau khi đưa đi cấp cứu và hai người bị thương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.